Có bạn hỏi là uống siro lúc sáng pha nước ấm uống sẽ hấp thu tốt hơn, có đúng không bác sĩ? Thật ra đó thì đa phần đó, các cái loại vitamin và khoáng chất hay là thuốc đồ men đồ này nọ nói chung của mình đó, sẽ đều được đó là khuyên đó rằng uống buổi sáng. Buổi sáng đây không có nhất thiết là phải đúng 7 giờ sáng hay 8 giờ sáng. Đôi khi Thanh nói là tùy theo cái giờ ăn hay giờ uống của trẻ, 9 giờ cũng được, 10 giờ cũng được, thậm chí là uống ví dụ giống như là hai cái loại cũng được, bác sẽ cho uống buổi sáng đi, một loại mình uống 7 giờ sáng, một loại uống 9 giờ sáng cũng được nha, chia ra để nó đỡ có bị dồn ứ vô một chỗ. Rồi uống với nước ấm hay là không uống với nước ấm thực ra là nó không có nhiều cái tác động cho lắm. Tuy nhiên đa phần các loại siro vitamin và khoáng chất nên uống sau ăn. Lý do là tại sao nên uống sau ăn? Một phần đó là cái trẻ, cái bụng của nó đã đang có thức ăn á, thì nó dễ chịu hơn, nó sẽ tương đối dễ chịu hơn với cái chuyện đó là nó uống một cái muỗng thuốc chẳng hạn. Còn lúc mà nó đói, cái bụng nó đói, nó cồn cào, uống một muỗng thuốc vô nhiều khi nó rất là dễ bị kích thích. Rồi chuyện tiếp theo nữa, nhưng mà nó cũng lại có một cái hại nữa, không phải cái gì nó cũng đúng với lại 90% trẻ thì nó cũng đúng với 10% còn lại. 10% còn lại làm sao? Mới ăn xong bữa ăn cái uống một muỗng thuốc vô mà cái muỗng thuốc này nó không thích, cái nó khóc ré lên, cái nó ói hết, cái chuyện đó cũng có. Thì mình đổi lại ví dụ giống như là sau ăn khoảng chừng tiếng mình hãy cho uống thì cũng được ha. Rồi tiếp theo nữa là gì, cái tình trạng uống với nước ấm hay không uống với nước ấm thì đa phần với Thanh á thì Thanh lại có quan điểm ngược lại các mẹ. Không không trẻ không có cần phải cái gì cũng ấm nóng hết đâu. Đa phần các mẹ thì nghĩ rằng là đồ ấm nóng đồ này nọ thì nó sẽ ấm bụng, nó đỡ lạnh bụng, vân vân và vân vân, nhưng mà không phải. Thật ra đó là đa phần các cái trẻ, thậm chí là trẻ biếng ăn cũng vậy nữa, trẻ nó thích những cái thứ gì, nó thích những cái thứ mềm lạnh và ngọt đó. Nên đó là có nhiều đứa bé đó nó uống sữa không có được, hoặc là nó không thích sữa chẳng hạn. Thanh hay nói các mẹ đó pha sữa xong đó, mình có thể để vô ngăn mát tủ lạnh để làm mát mát cái sữa thì trẻ nó là thích uống hơn. Thì cái câu này nó cũng chỉ đúng như là khoảng chừng 5-7 trẻ, 3-4 trẻ còn lại nó cũng đúng. Thì tùy trẻ nó thích uống ấm hay là không thích uống lạnh. Thì tương tự á, nếu mà các mẹ thử uống siro đi, thử uống đi, không có chết đâu nha. Thử uống một muỗng siro của con mình coi, thì mình sẽ thấy rằng đa phần nó là có vị ngọt, ngọt và ngọt khá là gắt, tại vì nó dùng cái đường giống như anh nói là đường nhân tạo á, chất tạo ngọt nhân tạo. Thì cái chất tạo ngọt, cái vị ngọt của nó sẽ hơi bị gắt, và cái vị ngọt hơi bị gắt này nó sẽ được giảm bớt bởi cái gì? Bởi nước lạnh. Nên hay nên nói là nếu mà đối với những trẻ mà nó khá là khó uống á, mình có thể lấy một cái muỗng cà phê nước 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 lạnh, nó là nước trong tới từ trong ngăn mát tủ lạnh ra đó. Cái nhiệt độ nó khoảng chừng 7-8 độ đó, rồi mình nhỏ trực tiếp vô cái siro, hoặc là mình lấy một nửa muỗng nước lạnh hoặc mình pha siro á, thì nó sẽ dễ uống hơn. Các mẹ có thể áp dụng bằng cách đó là các mẹ thử uống Mình thử cái gì trước. khó ăn nè, cái gì khó uống nhất á, thì thật ra là sắc nước, các loại siro mà siro sắc á, cái mẹ uống thử thì trời ơi nó khó uống cực kỳ luôn đó. Thì cái mẹ thử pha nó với là một chút nước lạnh 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 coi, đa phần á, thì sẽ thấy nó dễ chịu hơn, tại vì nó giảm được cái độ ngọt của cái sản phẩm đó.